Bố, Phạt không làm gì mà em một tô giải cho con tắm. Không đưa giờ, không làm gì sạch tay. Tắm tắm mà nó giải hai ngày. Đi ra chỗ bà. Đi ra chỗ bà. Hôm nay mà trời ơi, tâm đằng sau bà quay phim mới quay đâu vậy? Chào quý khán giả, coi như tất cả tâm bất sờ. Cái này con chân hay nè, ngon thầu á. Chín ngắm. Còn đâu? Ai đi mà? Đâu? Ừ, quý vị đây gọi là gì cậu? Chú Sa chú Sáu hả? Trời, cái chuyện đó chú Sáu. Anh móc móc cậu em với cậu không gặp. Chú Sa chú Sáu à? Bố, Phạt không làm gì mà em một tô giải cho con tắm. Không đưa giờ, không làm gì sạch tay. Tắm tắm mà nó giải hai ngày. Đi ra chỗ bà. Chúng ta coi hết còn bác mà. Hết rồi mà. Bác hết rồi mà. Mà hết rồi mà. Bác hết rồi mà. Tôi mà hết dây mà bác luôn thôi mà. Mà mình để cái bác dạy mà thôi. Ở đây mà chính mình thế đâu. Ừ, trước bờ có. Anh hãy cái tù đó. Mà bên đây, đây qua đây. Lấy xác rồi mà. Ai mà hết mà. Bác bữa nào là ơi. Rồi mong tụi thơ. Chú Sa chú Sáu là nước gừng, nước đường rừng. Ăn có tô. Kêu cho ăn có tô. Không ăn thì kêu sao không ăn. Ăn có tô là kêu cho ăn có tô. Ấn mày tính rồi. Dạ chiều nay bà ba cũng có qua nữa. Ăn nó mót mà. Ăn cái này nó mót không quý vị. Mót ăn ăn đi con, mua mua nữa gì ăn. Đây cũng có uống nát đây chắc cái giường uống gì ngủ chạp á. Mẹ. Ăn đi con. À dặn đi ăn đi. Đưa đi con. Ăn đi con. Ăn mà nó giỡn á chứ không có nói thiệt đâu mà giỡn. Xong á. Tự nhiên ăn ăn tô mà ăn nửa tô rồi nó tự nhiên nghe lẽ câu không làm gì mà ăn nó thấy quê quá đi. Không quê gì đâu rồi nó giỡn giờ làm thinh ấm gì bay cái nồi cháo này con là người đút lửa vô á màu củi đó làm nó bếp quá bếp ga hô điện hô ga ớn mà nó cho ăn chén rồi cho ăn cái tô ăn ăn cái nổ mất thì mất chứ ăn lại ra nhổ cà nè. Không hôm qua nay hụt dùng nhổ cà mít đó. Còn mình bây giờ mẹ đang bận là cầm cái tô. Không không nhổ cà con nhổ cái bông này. Này con nói nè. Này giờ tao tưởng đâu nó rụi ra cái lửa tháng kế của tao. Không trong cái nè. Không nhổ cho cậu nha. Đi cho bớt cái nào. Vì cậu nó tránh rồi nó không. Nhổ đây, nhổ. Mày làm gì vậy? Lại đắp nó sao nó tái ra. Nó có nhổ đâu mà. Tái ra. Má nè, cây cái bông đó. Ê, cây của con. Mẹ không cho con đụng vô cây của mẹ, cây của con mẹ không được đụng vô nha. Này con trồng đó. À bữa nay nó muốn toàn mắt này con nè. Toàn cái gì? Đừng có đụng vô mà. Hư hoa ngọc, hư vàng của người ta. Người ta có 4 cây hoa thôi đó. Mà quý như vàng như bạc đó, 1, 2, 3, 4, 5 cây. Bánh gì? Được trăm cây hoa mà hoa gì không biết luôn. Em mẹ tính vô đi mình ở đây mẹ hết mẹ nhổ cà. Không nhổ đây mà. Gì cá với con không? Gì cá là con nhỏ không? Tại rồi. Té này bự nè, chỉ đâu. Anh sợ mình hết cà của ảnh này cái cặp này nó già rồi nè. Ừ, già rồi.
mẹ không tưới nước thì chơi thôi mà. Thì rồi mưa ra để mẹ tưới. Nè, qua đi. Tiếng nào? Tao ăn lại đi mà. Ô quá mệt mỏi rồi. Còn không chén cậu ăn đi cho mất cậu. Nào bây giờ chuẩn bị lên đường quý vị. Ấy quá. Nhà coi như là bây giờ vô coi sơ coi ở nhà. Chú này chú Sơn sao, chú Sơn gì chú? Không sót vô để nó ghen lên thề. Lấy bánh rồi ra chú à. Ý này là chú lấy cái này phải không? Quét luôn cái mặt trước kia đi, chứ dọn vô quét kia đi, chứ lại ra chứ cực cỡ. Mặt trước nào chú? Cậu, cái đây là chú Sơn làm nữa. Con sân thử được không à, để biết mai mốt nhìn bỏ nghề vậy đây làm thử đi. Đã, 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 cho nó nhỏ, đó, đó, đã, đó. Rồi, tao qua đây, qua đây. Chạy chạy cậu cậu. Chạy 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 chạy. Trái cao của tôi đâu? Trái cao cậu ăn hư gói nào, cậu bắt trời cậu. Ấn luôn á trời, phá mà. Dính quý vị. Rồi mai quá nó mừng quá nó ra. Chắc là mới dính nó ra liền. Má quá mà không làm được gì mà cuộc phá nữa. Sao? Nhạc luôn hả? Ngâm đi đó rồi. Rồi, chú không làm chuyên nghiệp rồi mình học từ bác quá. Nữa không nè? Đậu. Xin anh chỗ. Hi. Hi, Mr. Hi. Hello, Mr. Hi. Welcome, Mẹ Tiên Viên Trung. Mẹ Tiên, mua gì? Là trang chúng ta này. Dạ, bữa nay trang. Chỗ bụng ra không anh? Tôi bóp ra. Đưa bụng không anh? Ăn hết cho bụng. Không. Mình lấy độc gì độc. Con không bao giờ ăn đâu con ăn. Thì trái rồi. Trái là uống máy rồi. Tao cho bia uống liền phải không? Không bia cũng ăn không. Sao vậy? Sao không có đâu nữa đâu. Mày có nghe ghê. Vậy mà đồ rủ hồ có trăm nhậu. Mày quá mà mấy thứ. Đâu làm sao dương ái đâu. Kiếp. Đứa này đi. Để mà bị nhốt cái trận này. Chừng nào mà ba vậy? Không có biết. Cái sao tôi được sáng vậy? Không ăn đâu đây? Một tủ. Mua cái gì hôm qua đây mua bốn gói, bữa nay đây mua nữa. Chắc là không bón à. Không chạy tách nữa. Không phải ông mua ông bán lẹ nè. Ừ. Tao không ăn mọn bón như mày vậy. Hôm qua mua bốn gói mà giờ sạch sẽ rồi, nên đây mua tiếp. Không còn ở nhà, chứ bây giờ mua chứ để nên khỏi mua không được. Mua phạt. Ấn luôn á. Ông nghe, hồi xưa ông nghe đẹp trai nhất xuống không? Có đâu đẹp trai con. Đẹp mà, nó đẹp trai mà. Quá quá đừng ơi. Bụi nè. Bụi đồ vô để bụi nó bẩn hết. Nè nó tăng à. Chợ chuyện nó tăng luôn á nha. Ở trên nước nhà đây không sao nữa mà. Sớm gì rồi vậy? Không chi nước nhà mà sớm. Chứ sơn mà tiền không sơn. Sơn đó hả? Ủa nó đất nhà sơn chi? Không mà sơn. Cái nãy cho mất nhà vậy. Món đó. Món sơn với sơn trên cái tụi nó hả? À sơn với món cho tôi đưa cháu đây rồi. Cái thằng món ở trên.
thấy ghê. Mày đi ổn coi nha, để tao nói mày, mày nhớ mẹ nó lên nó thay áp đi. Nhớ nó gạt đó hả? Mẹ tính không chịu. Mẹ không thích. Nếu giờ lớn gạt đó là phải tháo luôn cái gờ kia ra luôn. Mẹ bấm thích cậu ơi, tôi bấm ông hay ơi. Không có thích, tao kệ đi, lớn rồi muốn gì chiều nó. Thích thì làm, không thích thì không làm vậy thôi. Đúng. Mày kêu bà ra làm gì không? Dạ gì ba. Ba chứ gì? Ờ, chị gái chứ nó không biết. Sao không biết hả? Nghe ông ơi, ông nói mày không biết tao kêu bạn nó gì. Mù thật. Nghe nghĩ sao trời. Không, đi xuống lấy sữa, đi xuống ngoài đây. Tao nước cũng tiêu rồi nè. Đi ra ngoài kia.